Có một bạn nữ mới khác thường ở Trum Trum 2. Nhưng cô nàng trễ rồi. Bạn mong đợi gì chứ? Bơi đến trường rất cực đó. Mia không phải là người thường. Cô giống như một dạng học sinh trao đổi. Trừ việc người cá không tồn tại công khai. Từ giờ, tốt hơn là nguồn gốc đại dương của cô nên được giữ bí mật. Vì thế giới loài người có thể cực kỳ nguy hiểm cho người cá. Giống như hai học sinh ở phía sau vậy. Họ không chỉ là mấy kẻ bắt nạt bình thường. Họ là ngư dân từng đoạt giải thưởng đấy. Ngư dân là thiên địch của người cá. Nên nó là lý do tại sao Mia không tin họ. Họ lại ném mồi câu của mình ra. Hay không phải? Cái búi lớn này là mũ của thầy giáo. Và thầy giáo vừa phát hiện Mia đang chép bài. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Thêm vào đó, thầy Jack cũng là một thành viên của câu lạc bộ ngư dân. Trường học toàn là ngư dân thôi à. Mia rất giận dữ và sợ hãi. Đổ nhựa epoxy vào một phần của khuôn. Vẽ theo kiểu loang màu nha. Thêm kim tuyến, hong khô 1 đến 2 phút, gắn ghim ở mặt sau. Hoàn thành. Hình như lao công trường học cũng không thích ngư dân. Namia vui vẻ chấp nhận anh vào câu lạc bộ của mình. Nhưng dường như anh không quan tâm về ngư dân. Tuy nhiên, các tấm áo phích làm phiền anh chàng. Nó rất khó để loại bỏ keo dán. Nó khiến công việc của anh cực hơn rất nhiều. Anh đã cố làm họ dừng lại trong nhiều năm. Nhưng vì anh chàng không quan tâm đến bảo vệ môi trường, nên anh không xứng đáng nhận ghim cài áo của Mia. Các ngư dân của trường học thích dùng dụng cụ, không chỉ để bắt cá mà còn để chơi khăm học sinh khác nữa. Thiếu hài hước của họ có hơi đặc biệt. Mia đã kịp thời nhận ra cái bẫy. Hình như họ đang bắt mọi người lại. Nên cô phải làm mọi thứ để không bị bắt. Vì Mia biết về mấy cái bẫy và mọi điểm yếu của Jackson, nên cô khiến anh chàng mắc vào cái bẫy của chính mình. Ôi Jackson, chú cá bé nhỏ này có thể hóa thành cá mập đó nha. Chắc hẳn là có gì đó vui nhộn trên bản thông báo. Không thì tại sao họ lại cười ngặt nghẽo như vậy? Ồ, họ đang cười việc đánh bắt của mọt sắt. Nó chỉ là chú cá bảy màu nhỏ xíu. Không có gì ngạc nhiên khi họ cười cả. Bạn mong đợi gì ở mấy kẻ bắt nạt này chứ? Đây là bị ám ảnh với việc câu cá hả? Mia không hiểu nổi việc này vui chỗ nào. Nhưng họ đang cười chảy nước mắt theo nghĩa đen. Và bằng cách nào đó, một trong những giọt nước mắt trúng vào Mia. Như chúng mình biết, chỉ một giọt nước là đủ rồi. Anh chàng Tony này tự hào về việc đánh bắt của mình. Và giờ anh có cơ hội để bắt chú cá to hơn. Anh đã nhận ra đuôi của Mia. Nhưng anh chàng không đủ mạnh. Và Mia đã khô kịp thời. Ai mà biết được rằng có ngày người cá sẽ đến trường cùng một bọn ngư dân. Jackson rất hay quên. Anh để ba lô của mình lại. Mia định đưa nó cho anh chàng. Nhưng nó nặng cực kỳ. Ba lô chứa đầy thiết bị câu cá. Cắt một đường ở vành mũ. Đặt một vòng đệm vào và kẹp nó lại. Chọn ra vài đồ trang trí và thủ công nha. Gắn chúng vào mấy cái vòng. Xong rồi. Mồi và đồ câu trông đẹp hơn khi làm phụ kiện hơn là công cụ để câu cá. Và Mia sẽ chứng minh nó. Cô tạo cho anh chàng một chút bất ngờ. Giờ Jackson có một chiếc mũ cực kỳ ngầu. Wow. One moment. Cool, it's amazing.
Nhưng nguyên liệu câu cá gặp rắc rối rồi. Thay vì những cái móc thì không có gì ngoài cái bánh cá giòn cả. Oh, it's a fish. Một trong những điều nguy hiểm nhất cho người cá thực sự là hệ thống chuông báo cháy. Chỉ cần một giọt từ vòi phun là có thể biến đổi cô nàng. Và ngay lúc này nó phun như cơn mưa. Và điều này có thể gây rắc rối lớn cho người cá. May mắn là có một tấm thảm ở đây. Và Mia quấn bản thân bên trong. Và cô được vận chuyển an toàn bởi lao công người mang tấm thảm đi. Mia suy nghĩ nhanh chóng và không bị bắt gặp. Nhìn khuôn mặt xử mãn này đi. Chắc hẳn anh chàng vừa nãy ra một trò đùa khác. Họ định sẽ bắt ai vào lần này đây? Mồi nhữ đáp ngay trước mặt Mia. Và cô nghĩ ra ý này nè. Tháo móc câu ra khỏi mồi câu, bịt kín phần lưỡi câu bằng cách dán ngọc trai lên. Là một vòng tròn từ đất sét polymer, tạo cho nó kết cấu dạng vẫy. Thêm kim tuyến bằng cọ, thêm đồ thủ công, nối các mảnh lại với nhau, hoàn thành. Đôi bông tai trở nên rất tuyệt. Nhưng cô quên mất dây câu cá và móc câu ở cuối rồi. Họ bắt được cô. Mia phát chán với mấy trò đùa của họ rồi. Jackson không nghe thấy cô la hét. Anh quá ấn tượng với bông tai mới của cô. Không thể nào, anh chàng vừa mới khen Mia sao? Và cô đã nghĩ anh chỉ là một kẻ vũ phu. Đôi khi những giấc mơ có thể rất thực tế. Chúng khiến bạn nghĩ về những gì thật sự có thật. Đó là điều đã xảy ra với Joey. Có vẻ như tay sai của Jackson đang bắt đầu nghi ngờ gì đó về Mia. Chỉ có một cách để tìm hiểu thôi. Tuyên bố một cuộc săn lùng cô bằng nước. Nhưng Jackson đã lao đến để giải cứu và che chắn Mia bằng cơ thể mình. Joey muốn cho Jackson thấy rằng bạn gái mới của anh chính là người cá. Nhưng nước không có tác dụng rồi. Mỹ phẩm chống nước á. Hiện tại Joey càng nghi ngờ hơn nữa. Giờ không gì có thể ngăn anh ta lại. Thậm chí anh chàng còn mua cá cho bữa trưa. Người cá không ăn cá mà. Cùng tìm hiểu nào. Trong khi Joey đang lấy soda, Jackson đã ăn hết cá. Và giờ Joey không còn đồ ăn nữa. Joey không thích thú với bánh cá giòn. Còn về cá thì giờ có vẻ như Jackson quan tâm đến sinh vật biển. Anh thậm chí còn muốn giúp Mia hồi sinh chú cá nhỏ tội nghiệp này. Jackson sẽ làm bất cứ điều gì vì yêu. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với người cá chính là bị bắt. Con người bị ám ảnh bởi đuôi của người cá gần như nhiều bằng việc họ yêu những thứ kỳ lạ. Những cái đuôi làm từ mấy thứ kỳ lạ thì sao nhỉ? Thậm chí còn tốt hơn. Một cái đuôi pop ích á. Wow, giấc mơ điên rồ quá. Ít nhất giờ cô nàng có thứ gì đó để giảm căng thẳng tinh thần. Ồ, bạn đang có một ngày tồi tệ sao? Tiếng khóc to này chắc chắn là Mia chú ý. Nên cô hỏi Tony chuyện gì đã xảy ra. Niềm răng hả? Ồ, không có gì to tát hết. Mia cũng có niềm răng nè. Tony, đừng xấu hổ nha. Tuyệt. Giờ Joey đang ở đây. Cố để làm một trò đùa ngu ngốc khác. Mấy trò đùa này vô dụng với Mia thôi. Nhưng Tony nên cẩn thận hơn với Joey. Mia đang tỏa sáng. Chắc hẳn là vì mái tóc mới của cô nàng. Và phản ứng nhận được từ Joey. Anh vừa nhận ra các phím tóc của cô trông giống ra sao với thiết bị câu cá của Jackson rồi. Dựa vào phản ứng của anh chàng, anh nhận ra là có lý do cả. Luồn sợi dây qua một cái kẹp tăm và thắt phần đầu dây để tạo một cái vòng nha. Chọn các loại hạt và đồ trang trí, gắn chúng lên sợi dây. Và thắt phần đầu dây còn lại, gắn tua rua lên đầu nhọn.
Jason đang hành động rất lạ. Thậm chí Joey bắt đầu nghĩ rằng Mia đang kiểm soát anh chàng. Jason sẽ không đưa cho Mia mồi và đồ câu quý giá của mình. Thánh thần ơi, người cá bỏ bùa anh chàng rồi. Joey không muốn tin rằng Jason sẽ từ bỏ thú vui yêu thích của mình, nên anh chàng mời Jason đi câu cá. Nhưng Jason đã thật sự thay đổi. Anh không còn thích câu cá nữa. Anh muốn nghiên cứu sinh vật biển, và cá là bạn của anh. Tuy nhiên, Joey không có như vậy. Mia đã bỏ bùa anh chàng, hay tình yêu đã thật sự thay đổi anh theo hướng tốt hơn? Bạn thích câu chuyện của Mia chứ? Phần yêu thích của bạn là gì? Chia sẻ ở phần bình luận nha. Và đừng quên thích và hãy đăng ký kênh của tụi mình để không bỏ lỡ video mới từ Trâm Trâm Trick nha.